Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vừa rồi thì quý vị và các bác đã được thưởng thức một đoạn nhạc rumba mà được cặp loa JBL KIN12 hàng bãi Mỹ Xịn này trình diễn. Và cặp loa này thì được rất là nhiều bác tin dùng và sử dụng, được các bác khắp mọi miền Tổ quốc yêu mến và săn lùng những dòng loa KIN12 này. Những dòng loa JBL KIN12 này của bên em là những dòng loa KIN12 hàng bãi Mỹ Xịn và sản xuất trước năm 2016 quý vị nhé. Đấy, như quý vị và các bác chúng ta cũng đã biết là sau năm 2016 thì tất cả nhà máy đã chuyển sang bên Trung Quốc và đã do công ty Hetman ở bên Trung Quốc sản xuất và mới được trang bị thêm đèn và từ thì đã được trang bị là từ đơn và khung xương là đã là khung xương khác rồi, không phải khung xương đúc nữa. Và những dòng KIN12 này nó là khung xương đúc từ kép các bạn nhé, khung xương đúc từ kép và đèn logo không phát sáng. Cặp loa này em đang test cho anh Lê Sĩ Long. Anh Lê Sĩ Long thì ở thành phố Thanh Hóa. Đấy, KIN12 và tặng dây. Giá là 4.500.000 đồng, chuyển khoản là 1.500.000 rồi. Bác ấy đã chuyển khoản bên em 1.500.000 rồi, còn thu là 3.000.000 nữa thôi các bác nhé. Cảm ơn anh Lê Sĩ Long rất là nhiều. Vâng, như quý vị nhiều quý vị và các bác chúng ta rất là tin tưởng và đặt chọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Nhiều bác là hàng xóm mà anh em bạn bè mua xong rồi là giới thiệu. Đấy. Với cặp KIN12 này thì đảm bảo với lại quý vị và các bác chơi không hay không lấy tiền các bác nhé. Nó được trang bị một bát 30, một chung và một chép kèn. Tiếng chép nó rất là tí tách, rất là sáng. Và cặp này nó sản xuất tại Mỹ, tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt các bác nhé. Với thiết kế là hai lỗ thông hơi thì, nằm ở phía mặt bên, cho nên là các bác để nằm như thế này hoặc là để đứng lên hay là các bác để sát vào tường đi chăng nữa thì nó không ảnh hưởng đến chất âm các bác nhé. Đấy. Và hiện tại thì giá thành đang rất là rẻ, bên em đang có chương trình khuyến mại, giá chỉ còn lại là 4.500.000 đồng mà thôi. Như quý vị và các bác chúng ta theo dõi kênh ở trên Cốc Cốc Audio chúng em thì các bác biết rồi, những dòng loa KIN12 này bên em đã bán được gần 4 năm nay rồi. Đấy, gần 4 năm nay rồi. Đấy. Nếu mà tính năm thì nó là 4 năm, còn tính tháng thì nó chưa được đến tròn 4 năm, nhưng mà chúng ta tính năm thì nó là 4 năm nay rồi. Đấy, và gần như là chưa bao giờ bên em bán với giá là 4.500.000 đúng không ạ? Đấy, bước sang năm nay thì bên em có những chương trình khuyến mại rất là lớn cho quý vị và các bác. Và hiện tại bây giờ thì cặp loa này đang có giá khuyến mại là 4.500.000 đồng. Đấy. Cặp loa này thì các bác chơi ở trong không gian phòng của chúng ta từ 45 đến 50 mét vuông thì đều được các bác nhé. Nếu mà 40 đến 50 mét vuông mà không gian nhà các bác là không gian mở thì các bác thêm một chiếc trầm vào. Còn nếu mà không gian nhà các bác mà cứ rơi vào tầm khoảng độ 30, 35, 40 mét vuông thì các bác không cần phải dùng trầm các bác nhé. Đấy. Bởi vì tiếng bát của con này nó rất là sâu, chắc là tròn tiếng. Đấy. Vâng, đấy là chúng ta đang nghe nhạc. Còn bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke các bác nhé. Cặp loa này thì chúng ta chơi đa năng, chúng ta có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc. Và chúng ta hát karaoke, chúng ta nghe nhạc rất là hay. Bây giờ em sẽ test thử tiếng mic, tức là chất âm karaoke khi mà cái cặp loa JBL KIN12 này thể hiện các bác nhé. Một, hai, sáu, bảy.
lặng thầm nhìn anh đắm đắm rồi thèm thùng trẻ mắt biếc. Bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi em thương nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Đi rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến, dẫn nhau qua cầu đôi bắt nhau trên đôi tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình nồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em câu tre lắc léo đôi bờ, như câu tre một thua mong chờ đôi mình dệt mối tình thương. Đâu rồi còn chẳng mãi chẳng tìm tìm, hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tím ngát, nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Dạ vâng, vừa rồi thì em đã test thử em đã test thử một đoạn karaoke và cặp loa JBL KIN12 này thể hiện. Thì cái cặp loa này, cái cảm nhận nó rất là sướng khi mà mình cầm mic vào mà mình hát karaoke bằng chính cái cặp loa JBL KIN12 này quý vị nhé. Tiếng nó rất là nhẹ, thoát tiếng và thoáng tiếng các bác ạ. Đấy, cực kỳ nhẹ các bác nhé. Với cặp loa này các bác có thể chơi mọi thể loại nhạc và nó đáp ứng được tất cả những nhu cầu sử dụng âm thanh âm nhạc của quý vị và các bác, những nhu cầu chơi âm thanh âm nhạc của quý vị và các bác như là hát karaoke hay là nghe nhạc tất tần tật. Đấy, các bác nghe nhạc gì cũng rất là hay đối với cái cặp loa JBL KIN12 này. Vâng, và cặp này thì hôm nay sẽ về với Bắc Long ở trong Thanh Hóa. Các bác đang tham khảo những dòng loa JBL KIN12 như thế này, hoặc là các bác đang có bất kỳ những thắc mắc gì về audio, hoặc là các bác đang quan tâm những thiết bị, những sản phẩm về audio, thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em nhé. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.